nhớ chơi gia đình phòng 435 Manjun thôi lại, hoặc là chơi những cặp loa nghe nhạc Onkyo 2Bass 30. Con này trang bị là hai cầu loa điện 100V nha, được cấu hình là Molox 2 tăng phô chạy 8 sò tản nhiệt bằng măng cá, đặc trưng như những con 7/8 hay là mã và mé rất đẹp này. Các bác cùng xem này, bác nào cần một con bao vừa nghi vừa hát karaoke ngon á, nghe nhạc ngon thì mình lựa chọn những dòng bao Onkyo ở model tầm tiền là model M506, vẫn sử dụng công nghệ Stravo độc quyền của hãng Ono và hai volume phía trước. Nếu các bác nghi trực tiếp thì mình có thể căn chỉnh volume, còn nếu các bác nghi qua rè hoặc là vang để mà vừa nghi vừa hát thì gắn với vang. Đây là hai đồng hồ vô, khi em nó hát thì vẫy và lên đèn rất là đẹp. Nói chung vừa nghi vừa trưng bày. Em đã mở ốc sẵn rồi. Máy thì rất là mới, máy mạng về hết nha các, nên là độ đẹp keng đạt tiêu chí là cao nhất. Sử dụng 4 tổ lọc nguồn và 2 tổ lọc nguồn cho là mỗi vế. Mà nghĩa là có hình mô lắc như thế này. Đấy, một vế nó sẽ là chia nhau 4 sò, mỗi vế là mua nuôi 4 sò, công suất và 2 tổ 1 tăng phô. Nên hiệu suất có những con ô 2 tăng phô rất là cao. Máy thì mới keng, tất cả là bao dung tuyệt đối nha. À xin lỗi các bác, nó chạy tới là 2, 4, 6, 8, 16 sò nha. Chạy 16 sò, cứ mỗi con trở là 1 sò. Đây rất là mới nha, đây là relay cho 2 cơn, từng bo mạch rất là đẹp. Đây, đây là 4 cái canh chỉnh của đèn vu. Nếu các bác nào canh chỉnh thì mình có thể canh chỉnh trên đó. Tụ là sử dụng tụ 18.000 UF nha, thông số rất là lớn, 18.000 UF. Mé sexy là sườn rất là đẹp. Đây là tản nhiệt mang cá đặc trưng này, tản nhiệt cực kỳ hiệu quả nha. Các bác sẽ thường thấy cái tản nhiệt này trên những con Omni Pioneer như 7.8 này, 7.9 đồ các bác. Mé thì zin tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo nha, điện 100V nha các bác. Các bác có thể cắm điện 100, 110 đều ok nha. Mé thì đẹp nét luôn nè. Con này em đang giao các bác giá tôi biết là 9.700.000 để các bác sở hữu mình chơi Tết. Mình có thể vừa chơi hai cặp Boss 3 lên 1 Series 3 gọi là vô tư dư vũ luôn. Vừa nghe nhạc khi nào thích nghe nhạc thì chúng ta bật phần nghe nhạc lên. Thì những dòng bao mà công suất lớn chuyên nghe nhạc thì nó ra âm thanh nó mượt mà hơn khá là nhiều so với những dòng bao karaoke. Nhưng mà khi đó nó được trang bị với cái lực đánh tốt, chịu đòn tốt khủng, nên là các bác có thể hát karaoke, ghép với vang, hát gia đình là thoải mái nha. Máy đẹp gọi là cực kỳ là xuất sắc nha. Và hiện tại em chỉ có một con M506 này thôi. Bác nào có lấy thì liên hệ cho em nha. Đánh hai cầu loa, các bác có thể trang bị được hai cặp Boss này, hai cặp BMB Vách 25 này, hai cặp một cặp 601 Series 3 hoặc là với một cặp 301 thì có thể vô tư mình chơi những con này. Đấy thì 9.700.000 là các bác đã sở hữu nha. Còn chuyển khoản đủ thì các bác sẽ chuyển khoản cho em bớt 200 là còn 9.500.000 nha, nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 1 triệu trở lên là em ship hàng tận nơi. Thì mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em chính có hai số điện thoại này nha, 0978338114 nhé. Các bác tuyệt vời. Em đang chạy nguồn mô lóc luôn nha. Nô lóc nghĩa là không qua rề, nhưng mà tiếng con M509 cho ra rất là tuyệt vời. Đây là con mới về luôn, mới về chưa lên sóng luôn. Test gửi cho bác chủ luôn. Series là 4210 này. À, 2410 nha. 2401 đấy. Khi mà mình bật nguồn á thì nó sẽ đèn đỏ. Khi nhảy relay nó sẽ chuyển qua đèn vàng xanh. Đấy. Mới xuất sắc luôn nha. Bên em chuyên hàng tuyển nha bác. Em vẫn còn một con về bữa hôm kia em đã lên sóng cho bác rồi. Đây là 2 volume. Đấy. Lòng tôi xôn xao ngày nay.
Bác nào cần con M509 thì alo cho em nha.